Nguyên văn những lời công bố của Đức Hồng Y Sodano về bí mật thứ ba của Fatima. Vào lúc kết thúc thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta do Đức Thánh Cha cử hành tại Fatima, sáng ngày thứ Bảy 13 tháng 5 năm 2000, Đức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha những lời sau đây, nói về bí mật thứ ba của Fatima. Thưa anh chị em trong Chúa, vào lúc kết thúc buổi lễ long trọng này, tôi cảm thấy có bổn phận dâng lên Đức Thánh Cha yêu quý của chúng ta, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, những lời cầu chúc chân thành nhất của tất cả mọi người hiện diện nơi đây để mừng sinh nhật thứ 80 sắp đến của Ngài, và cảm tạ Ngài vì đã chu toàn tác vụ, mục vụ cao quý để phục vụ cho lợi ích của toàn thể giáo hội Chúa. Nhân dịp long trọng đến Fatima, Đức Thánh Cha đã trao cho tôi trách vụ loan báo cho anh chị em điều sau đây. Như mọi người biết rõ, mục tiêu của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Fatima là phong chân phước cho hai trẻ chăn chiên. Nhưng Đức Thánh Cha cũng muốn mặc cho cuộc hành hương ý nghĩa của một hành động nói lên lần nữa lòng biết ơn đối với Đức Mẹ Maria vì sự bảo vệ mẹ đã dành cho Đức Thánh Cha trong những năm làm giáo hoàng. Đây là sự bảo vệ xem ra có liên quan đến phần thứ ba của bí mật Fatima. Bản văn của bí mật nói lên thị kiến tiên tri giống như những thị kiến trong Kinh Thánh. Những thị kiến này không mô tả một cách rõ ràng như chụp hình những chi tiết của những biến cố tương lai, nhưng tổng hợp và thu gọn lại trên một khung chung những biến cố trải dài trong thời gian với sự liên tục giữa các biến cố và thời gian kéo dài của biến cố không được xác định rõ. Vì thế bản văn cần được giải thích theo như cách giải thích biểu tượng. Thị kiến Fatima trước hết có liên quan đến những tấn công của các hệ thống vô thần chống lại giáo hội và những người Kitô, và mô tả đau khổ bao la của những chứng nhân đức tin trong thế kỷ cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai. Đây là một đàng thánh giá vô tận mà những vị giáo hoàng của thế kỷ 20 này là những vị dẫn đầu. Theo sự giải thích của những em mục đồng và là sự giải thích đã được nữ tu Lucia xác nhận mới đây, thì vị giám mục mặc áo trắng dài cầu nguyện cho tất cả mọi tín hữu là chính Đức Thánh Cha. Khi Ngài cố gắng tiến đến cây thập giá giữa những xác chết của các vị tử đạo gồm có giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân, thì Đức Thánh Cha bị ngã quỵ xuống đất, xem ra như đã chết vì một loạt đạn bắn vào. Sau cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha hiểu rõ là chính bàn tay hiền mẫu của Mẹ Maria đã hướng dẫn làn đạn giúp cho vị giáo hoàng đang hấp hối được dừng lại nơi ngưỡng cửa sự chết. Trong dịp Đức Giám mục của Leiria Fatima lúc đó đến thăm Roma, Đức Thánh Cha quyết định trao cho Đức Cha viên đạn còn nằm lại trên chiếc xe Jeep sau cuộc mưu sát để được lưu giữ tại đền thánh Đức Mẹ Fatima. Sau đó, do sáng kiến của Đức Giám mục, viên đạn được gắn vào triều thiên của tượng Đức Mẹ Fatima. Những biến cố sau này của năm 1989 tại Liên Xô và tại nhiều quốc gia Đông Âu đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản, một chế độ cổ võ cho chủ thuyết vô thần. Và đây cũng là lý do để Đức Thánh Cha hết lòng cảm ơn Đức Nữ Đồng Trinh. Tuy nhiên, tại những nơi khác trên thế giới, những tấn công chống lại giáo hội và những người Kitô cùng với gánh nặng sự đau khổ mà những tấn công đó mang đến còn tiếp tục cách bi thảm.
mặc dù những biến cố mà phần thứ ba của sứ điệp Fatima nhắc đến bây giờ được xem như đã thuộc về quá khứ, nhưng lời mời gọi của đầu thế kỷ thứ 20, Đức Mẹ kêu gọi hãy ăn năn sám hối và đền tội, vẫn còn hợp thời và khẩn thiết cho đến ngày hôm nay. Đức Nữ Maria của sứ điệp xem ra như đọc một cách sâu sắc những dấu chỉ của thời đại, những dấu chỉ của thời đại chúng ta. Lời khẩn thiết mời gọi của Đức Maria rất thánh, hãy làm việc đền tội, không là gì khác hơn là sự diễn tả lòng chăm sóc hiền mẫu của mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại đang cần ăn năn trở lại và sự tha thứ. Ngõ hầu giúp cho các tín hữu lãnh nhận tốt hơn sứ điệp của Đức Mẹ Fatima. Đức Thánh Cha đã trao cho Bộ Giáo lý Đức Tin trách vụ công bố phần thứ ba của bí mật sau khi đã dọn xong bản giải thích tương xứng. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Mẹ Fatima vì sự bảo vệ của mẹ. Chúng ta hãy phó thác giáo hội và ngàn năm thứ ba cho lời khẩn cầu hiền mẫu của mẹ. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của mẹ. Xin mẹ hãy khẩn cầu cho giáo hội của Chúa. Xin mẹ khẩn cầu cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Amen. Đó là lời công bố của Đức Hồng Y Sodano về bí mật thứ ba của Fatima, hay còn được gọi là phần thứ ba của bí mật Fatima. Bản văn của bí mật Fatima đã được nữ tu Lucia gửi đến Đức Giáo Hoàng Pio XII trong những năm 40 và sẽ được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố trong tương lai gần đây. Bản văn được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha của chị Lucia và cần được dịch ra các thứ tiếng khác nữa, và đính kèm những lời chú giải nhập, nhập đề và giải thích theo như ý Đức Thánh Cha muốn. Những điểm nội dung của bí mật thứ ba đã được Đức Hồng Y nói đến trong lời công bố trên. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây về bí mật Fatima như sau. Vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã nói cho ba trẻ mục đồng biết ba bí mật. Bí mật thứ nhất là giải thích về những hậu quả của những tội lỗi con người phạm. Lúc đó, ba trẻ đã được thị kiến về hỏa ngục, và Đức Mẹ loan báo trước về điều sẽ xảy ra là thế chiến thứ hai. Biến cố này được loan báo trước bởi dấu hiệu một đêm tối có chiếu tỏa một ánh sáng lạ, mà sau này được hiểu như ám chỉ đến đêm 24 sáng 25 tháng Giêng năm 1938, khoảng một tháng trước khi Áo Quốc bị quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm. Bí mật thứ hai là điều mà Đức Mẹ Fatima yêu cầu phải làm để tránh những sự dữ này. Nữ tu Lucia giải thích là Đức Mẹ muốn dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của mẹ. Và những người công giáo rước lễ mỗi ngày thứ bảy, nếu người ta vâng nghe những yêu cầu của ta, thì nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc những lầm lạc của mình khắp nơi, khơi dậy những chiến tranh và những bách hại chống giáo hội, và Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều và nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Nhưng cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng. Bí mật thứ ba vừa được nói ra qua lời công bố trên của Đức Hồng Y Sodano. Chúng ta hãy chờ đọc nguyên văn do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố trong tương lai. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài, Francisco và Jacinta, hai trẻ em mục đồng Fatima, nắm giữ vai trò quan trọng trong lịch sử thế kỷ thứ 20. Tại sao xã hội lại quan tâm đến việc làm án phong chân phước cho Francisco và Jacinta?
hai em một đồng miền thôn quê, vừa thất học, vừa non nớt như vậy. Tại sao giáo hội phải mất bao nhiêu thì giờ từ năm 1981 lập ủy ban các nhà chuyên môn để học hỏi, nghiên cứu và thu thập tài liệu để có những lý do chắc chắn trong việc tôn phong hai em lên danh dự bàn thờ? Francisco và Jacinta là những trẻ nhỏ đầu tiên không tự đạo được tôn phong lên bậc chân phước trong lịch sử giáo hội. Chúng ta người Công giáo vẫn tin rằng Thiên Chúa dùng những người hèn yếu để thực hiện các chương trình vĩ đại của Người. Trong lịch sử giáo hội không thiếu những trường hợp Thiên Chúa đã dùng để biểu lộ quyền phép của Người. Không cần đi sâu vào dĩ vãng của lịch sử, nhưng chỉ cần nhìn vào một hai trường hợp mới đây liền thấy rõ công việc của Thiên Chúa. Thế giới đã được chứng kiến đời sống và công việc của mẹ Teresa thành Calcutta, một phụ nữ yếu ớt nhưng được mọi người kính phục, từ các vị quyền thế nhất đến những người không nhà, không cửa, nằm đầu đường xó chợ, được mẹ thương cứu giúp. Bắt đầu với 5 đồng tiền Ấn Độ, mẹ đã thiết lập tu hội các nữ tu thừa sai bác ái, và sau đó, nhờ các ân nhân từ khắp thế giới, biết bao cơ sở từ thiện bác ái khác đã được thiết lập tại rất nhiều nước trên khắp năm châu. Mẹ không phải là nhà trí thức, chính trị, kinh tế, tài chánh, triết học, thần học, nhưng khi mẹ diễn thuyết, các vị thông thái trên thế giới đã lắng nghe một cách rất chú ý. Cha Pio, một thầy dòng đơn sơ, hoạt động tông đồ như một cha sở nhà quê tại San Giovanni Rotondo và xưng mình là một người chỉ biết cầu nguyện, đã được Chúa in 5 dấu thánh và đã làm biết bao sự lạ lùng trong lúc sống và sau khi chết. Với hai bàn tay trắng, cha đã gây dựng một cơ sở vĩ đại gọi là Casa della Sofferenza, nhà của sự đau khổ, được trang bị bằng các dụng cụ tối tân của thời đại về y khoa tại San Giovanni Rotondo, để đón nhận các bệnh nhân đến từ nhiều miền trong nước Ý và từ các nước châu Âu nữa. Hàng năm có tới 6 triệu người đến kính viếng mộ cha tại nhà thờ Santa Maria del Rosario ở San Giovanni Rotondo. Công việc của mẹ Teresa và của cha Pio là công việc do bàn tay quan phòng Thiên Chúa, không phải do sức yếu hèn và giới hạn của loài người. Vào đầu thế kỷ 20 này, Thiên Chúa đã dùng hai em Francisco và Jacinta Marto, hai anh em ruột, với người chị họ là Lucia Santos, những linh hồn ngây thơ trong sạch bé nhỏ, không học thức, để phổ biến một sứ điệp rất quan trọng, liên hệ đến số phận của tất cả nhân loại. Chính vì lý do này, giáo hội và nhiều học giả đã nghiên cứu, đã viết sách vở, báo chí, nói về đời sống ngắn ngủi của hai em mục đồng làng An Giusto. Vào ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha đã đích thân đến Fatima, nơi hai em cùng với người chị họ Lucia đã được Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại thung lũng Covadariria từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917 để tôn phong hai em lên danh dự bàn thờ trước triệu người hành hương và từng triệu triệu tín hữu trên thế giới theo dõi biến cố qua đài truyền hình và phát thanh. Đối với hai em, giáo hội và thế giới đã đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi vẫn là một. Câu trả lời duy nhất đó là sứ điệp của Đức Mẹ Maria đem đến cho nhân loại qua ba em nhỏ làng An Giusto, sứ điệp cầu nguyện và sám hối.
tuy là một sứ điệp rất xa xưa, nhưng là một sứ điệp luôn luôn mới mẻ, một sứ điệp liên kết với giáo huấn của Thánh Gioan Tẩy Giả trên bờ sông Giordano, một sứ điệp liên kết với việc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu tại Nazareth. Hãy trở lại và hãy đón nhận tin mừng. Và đây cũng là sứ điệp của năm toàn xá 2000, sứ điệp cầu nguyện và ăn năn sám hối được gửi cho toàn thể nhân loại. Tại Fatima, một ánh sáng của ơn cứu rỗi đã được đốt lên một lần nữa cho giáo hội và cho thế giới. Giữa đệ nhất thế chiến từ năm 1914 đến năm 1918 và đệ nhị thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945, sứ điệp Fatima, mà nhiều người gọi là bí mật Fatima, đã được đề cao với sức mạnh hấp dẫn trước giáo hội và cả nhân loại. Biết bao nhiêu linh hồn quảng đại như linh mục Maximilian Kolbe, nước Ba Lan, tháng 10 năm 1917 tại Roma, đã thành lập phong trào đạo binh xanh của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm với mục đích duy nhất là đáp lại tức khắc sứ điệp của Mẹ Maria truyền cho thế giới tại Fatima. Sau cha Kolbe, biết bao nhiêu người khác cũng đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ Thiên Chúa. Nhiều phong trào, hội đoàn mới nhằm mục đích canh tân đời sống Kitô được thành lập trong giáo hội. Biết bao linh hồn tận hiến đã ngoan ngoãn nghe lời khuyên răn của Mẹ Thiên Chúa. Tất cả cùng theo đuổi một mục đích là cầu nguyện cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim cực sạch Mẹ Maria để cầu nguyện cho các người tội lỗi trở lại và cho hòa bình thế giới. Sau khi thế chiến, sau cuộc sát hại khủng hoảng 6 triệu người Do Thái, sau vụ mưu sát Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngày 13 tháng 5 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô, sau vụ sụp đổ của chế độ cộng sản Trung Đông Âu và của bức tường Berlin năm 1989, sau chiến tranh tại miền Balka và Kosovo, sau cuộc rước kiệu thật lạ lùng kính tượng Đức Mẹ đến từ Fatima tại quảng trường đỏ ở Moscow, và sau việc mở lại nhà thờ dâng kính Đức Maria Vô Nhiễm cũng tại thủ đô Nga, chúng ta thử hỏi còn phải làm gì để thực hiện sứ điệp Fatima? Xin thưa ngay rằng tất cả những biến cố trên đây nếu không được kèm theo bằng việc trở lại thành thực bên trong của mỗi một người và của cộng đồng, như Đức Trinh Nữ Maria đã yêu cầu trong các lần hiện ra với ba em, trở lại và sám hối nghĩa là dấn thân sống một đời sống Kitô đích thực phù hợp với giáo huấn phúc âm, thì giáo hội và thế giới chưa đáp lại đầy đủ sứ điệp Fatima, thế giới sẽ không được hòa bình và sự dữ vẫn tiếp tục lan tràn khắp nơi. Hãy trở lại, hãy sám hối và hãy cầu nguyện. Sứ điệp Fatima hoàn toàn là sứ điệp phúc âm. Chỉ có lời cầu nguyện mới cứu được thế giới, Thánh Alfonso, giám mục tiến sĩ, đã quả quyết. Ai cầu nguyện sẽ được cứu chính mình, ai không cầu nguyện sẽ bị hư mất. Chỉ có sám hối mới cứu được thế giới. Chính Chúa Giêsu đã nói: nếu các người không sám hối thì cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Đứng trước biết bao tội ác ngày nay trên thế giới, nhất là tội sát hại các em trẻ chưa sinh ra, tội mà Mẹ Teresa coi là ghê tởm nhất của thời đại này, người tín hữu Kitô đã được Chúa chết trên thánh giá để cứu chuộc, phải dấn thân với bất cứ giá nào, sống phù hợp với đời sống Chúa Kitô, chết cho tội lỗi và sống trong ơn thánh. Đời sống Kitô không có lựa chọn nào khác. Chúa quả quyết,
không thể làm tôi hai chủ một lúc được. Lời Chúa dạy các môn đệ xưa kia vẫn có giá trị đối với bất cứ thời đại nào. Chỉ có những linh hồn dấn thân sống theo Chúa mới đem lại nhiều thành quả thiêng liêng tốt đẹp cho bản thân, cho xã hội và cho thế giới. Lễ phong hiển thánh cho nữ chân phước Faustina Kowalska, một linh hồn huyền bí và sám hối, vào hôm Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2000 vừa qua, cũng nhắc lại cho thế giới sứ điệp Fatima. Thế giới tiếp tục đuổi theo con đường sai lạc của mình, nhưng trên thế giới này vẫn có biết bao người biết ngước mắt nhìn vào những chứng nhân gương mẫu của đời sống Kitô. Vì chứng tá đời sống của những người lành thánh có sức mạnh lay động và thay đổi tâm hồn, Đức Thánh Cha có thể tôn phong hai em Francisco và Jacinta lên bậc chân phước ở Roma, không cần vất vả đến Fatima. Nhưng Ngài đã muốn trở lại đây để cất nhắc hai em lên danh dự bàn thờ trước sự hiện diện của gần triệu người hành hương đến đền thánh Covadaria, không những để tham dự ngày vinh quang của hai em, nhưng còn để nghe nhắc lại và thực hiện sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria đã để lại cho ba em mục đồng. Đức Thánh Cha thấy rõ rằng cử chỉ của Ngài có một tác động rất mạnh mẽ. Nếu Ngài đến tại chỗ nơi các em đã lãnh nhận sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria, các con phải cầu nguyện nhiều và phải đau khổ nhiều để cầu cho các người tội lỗi trở lại và cho hòa bình thế giới. Cử chỉ của Đức Thánh Cha có sức thu hút từng triệu người hành hương tuôn đến đền thánh với dấn thân mới trong việc thi hành sứ điệp theo gương hai vị chân phước mới. Đài truyền hình đã cho thấy những hình ảnh rất cảm động tại Fatima trong những ngày này. Nhiều người hành hương có khi cả gia đình đi bằng hai đầu gối từ đầu quảng trường mênh mông đến đền thánh, một quảng trường dài 540 thước, hơn nửa cây số, có thể chứa được 1 triệu người, với tràng hạt trong tay tiến đến đền thánh đêm 11 sáng 12 tháng 5 năm 2000. Trước ngày phong chân phước đã có hơn 300.000 người cầu nguyện và ngủ đêm ngoài trời để chờ đợi thánh lễ phong chân phước sáng ngày 13 tháng 5 năm 2000. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ nhắc lại sứ điệp Fatima cho giáo hội và cho thế giới. Như Ngài đã nói lên nhiều lần, hãy trở lại, hãy ăn năn sám hối, hãy sống tin mừng và hãy cầu nguyện luôn, nhất là đọc kinh Mân Côi. Đây cũng là chính sứ điệp của cộng đồng dân Chúa phải dấn thân thi hành trong năm thánh, trong thế kỷ mới và trong ngàn năm thứ ba, nếu muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Công việc xây dựng thế giới tốt đẹp hơn không phải chỉ là bổn phận của các tín hữu Kitô, của giáo hội, của các tôn giáo, nhưng là của mọi người, cách riêng của các vị cầm vận mệnh, các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việc xây dựng này không thể dựa vào sức mạnh của cá lớn nuốt cá bé, nhưng phải dựa trước hết trên việc cải thiện đời sống của mỗi người, rồi trên tình huynh đệ, tình liên đới của đại gia đình nhân loại. Như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói, xây dựng một thế giới mới trên nền văn minh của tình yêu thương. Bí mật Fatima thứ ba không phải là một tín điều về đức tin. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Cộng Hòa xuất bản tại Ý vào hôm thứ Năm 18 tháng 5 năm 2000,
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, loan báo rằng bí mật Fatima thứ ba sẽ chính thức được công bố trong vòng nửa đầu tháng 6 năm 2000 tới đây. Như vậy, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ có đủ thì giờ để soạn phần chú giải về bí mật Fatima thứ ba này, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng Y Ratzinger đã làm sáng tỏ nhiều điểm liên quan tới bí mật Fatima thứ ba. Theo Ngài, bí mật này phải được hiểu theo đúng chiều kích của nó, có nghĩa rằng cũng giống như các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, bí mật này không phải là một tín điều về đức tin, tức là dogma of faith. Tín hữu công giáo còn có tự do để tin hay không, và khi nói về những đề tài này, điều tốt hơn hết là nên tránh tất cả mọi hình thức nhắm vào làm náo động dư luận. Đây là lần đầu tiên vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lên tiếng về bí mật Fatima thứ ba kể từ sau khi bí mật này được Đức Hồng Y Angelo Sodano đề cập tới sau thánh lễ phong chân phước cho hai trẻ mục đồng Francisco và Jacinta Marto tại Fatima vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua. Giải thích về những điểm chi tiết về tài liệu đang được Bộ Giáo lý Đức tin thực hiện, Đức Hồng Y Ratzinger cho biết như sau: chúng tôi muốn công bố toàn bộ bí mật Fatima thứ ba càng sớm càng tốt, với bản giải thích và phần trình bày về bối cảnh lịch sử. Công việc đang được tiến hành tốt đẹp. Vì sự thận trọng rất dễ hiểu, tôi không thể cho biết đích xác ngày công bố tài liệu này, nhưng chắc chắn là nó sẽ không quá nửa đầu tháng 6 năm 2000. Cũng theo Đức Hồng Y Ratzinger, các thành viên trong Ủy ban soạn tài liệu giải thích về bí mật Fatima thứ ba, bao gồm các sử gia và thần học gia, mục đích là sao cho tài liệu này trở nên hữu dụng cho tất cả mọi người. Trả lời câu hỏi của ký giả tờ Cộng Hòa rằng liệu có ngạc nhiên vào mới liên quan tới bí mật này hay không, Đức Hồng Y Ratzinger đã trả lời như sau: không có, hoàn toàn không có sự kiện gây ngạc nhiên nào khác. Hơn nữa, tôi tin rằng cuối cùng bí mật thứ ba này sẽ được đưa về đúng chiều kích của nó. Điều quan trọng là các chi tiết nằm trong bí mật cần được hiểu đúng, không nhằm gây xáo trộn dư luận, không dựa trên những điều cơ bản của Kitô giáo. Tôi xin nhấn mạnh ở đây rằng những gì đến từ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ không phải là tín điều đức tin, nên không có tính cách bắt buộc phải tin. Người công giáo nào cũng có thể không tin về những bí mật này, cho dù chúng đến từ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã được giáo hội công nhận. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ Cộng Hòa, trả lời câu hỏi về sự kiện giáo hội công giáo đang được cai quản bởi một vị giáo hoàng đã 80 tuổi có ý nghĩa gì, Đức Hồng Y Ratzinger bày tỏ cảm nghĩ của Ngài như sau: chúng ta cảm tạ sự quan phòng của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vị giáo hoàng này, một nhân vật qua tuổi già và có thể nói qua những căn bệnh của Ngài, và Ngài trở nên vĩ đại hơn và thực sự là người đại diện cho tiếng nói của đức tin, của Kitô giáo và của tình yêu đối với nhân loại. Ngài là vị giáo hoàng đang hết lòng phục vụ không chỉ riêng cho giáo hội nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Trở lại vấn đề, căn bệnh đang làm cho tay của Ngài bị run nhiều và việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể từ chức hay không, Đức Hồng Y Ratzinger đã nhấn mạnh như sau: tôi tuyệt đối loại trừ việc Đức Thánh Cha có thể từ chức vì bệnh tật. Tôi thực sự không tin
có sự kiện này. Trong bất cứ tình huống nào, hiện giờ tôi không thấy có lý do nào để Đức Thánh Cha có thể nghĩ đến chuyện đó. Những gì Ngài đang làm trong những ngày này, dù để giải thích tại sao Ngài có mặt hầu như trong tất cả các nghi lễ cử hành năm thánh, tôi cũng liên tưởng tới vô số các hoạt động của Ngài, các sáng kiến và các chuyến công du, cụ thể như cuộc hành hương tại thánh địa dạo tháng 3 năm 2000 vừa qua. Tất cả những hoạt động và sáng kiến mục vụ trong những năm gần đây cho thấy, chính trong sự yếu đuối về thể xác mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị trở nên vĩ đại và luôn có mặt trong giáo hội, hiện diện trong tinh thần cũng như trong con người bằng xương bằng thịt. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Tại sao cho tới lúc này phần thứ ba của bí mật Fatima mới được tiết lộ? Như mọi người biết, sau thánh lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua tại Fatima, Đức Thánh Cha đã cho tiết lộ phần thứ ba của bí mật Fatima. Bí mật này là những cuộc bách hại giáo hội do các chế độ vô thần và vụ mưu sát vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian đã từ lâu người ta vẫn chờ đợi, nhất là trong thời gian sắp bước vào ngàn năm thứ ba. Những biến cố kinh khủng sẽ xảy đến cho nhân loại, có người gọi là tận thế. Họ lý luận vì bí mật thứ ba có liên quan đến những biến cố gây kinh hoàng, nên các vị giáo hoàng từ Đức Pio thứ 12 tới Đức Gioan thứ 23 rồi Đức Phaolô thứ 6 đã không dám tiết lộ, rồi càng im lặng càng khơi dậy nhiều thắc mắc và dự đoán khác nhau trước những giả thuyết không có nền tảng và gây khủng khiếp kia. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, một trong các vị được biết nội dung của bí mật, đã lên tiếng minh xác rằng Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ hiền đầy lòng thương xót, không bao giờ loan báo những tin gây khủng khiếp cho con cái, trái lại chỉ khuyên họ hãy trở về với Thiên Chúa để tránh khỏi những tai họa sẽ xảy đến. Và những tai họa này đã xảy đến vì nhân loại không lắng nghe lời mẹ Thiên Chúa cảnh cáo. Thử hỏi những tai họa đó là gì? Hai đại chiến thế giới đã xảy ra, chế độ cộng sản vô thần Liên Xô đã lan tràn khắp nơi và gây nên nhiều cuộc bách hại giáo hội và các tín hữu Kitô. Đức Giáo Hoàng đã bị mưu sát, một biến cố chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử giáo hội. Tất cả đã xảy ra như Đức Trinh Nữ đã loan báo cho ba em khi hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua. Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh được Đức Thánh Cha ủy cho việc tiết lộ, đã nói phần thứ ba của bí mật Fatima nhằm cách riêng đến những cuộc chiến đấu của các chế độ chính trị vô thần chống lại giáo hội và các tín hữu Kitô. Các cuộc bách hại xảy ra từ năm 1917 tại Liên Xô không phải là một bí mật đối với ai cả. Ông Lenin đã tiêu diệt các cộng đồng Kitô, sau đó ông Stalin công khai mở một chiến dịch chống đối Thiên Chúa và do đó chống lại con người bằng việc sát hại, theo ước tính, ít nhất 15 triệu sinh mạng. Một luận án tiến sĩ của Joseph Stoss trình tại Đại học Georgina năm 1999 thuật lại những tội ác trên thế giới trong thế kỷ vừa qua. Trước hết nhìn vào Nga Xô, chúng ta thấy biết bao nhà tù, trại giam, trại tập trung, trại cải huấn,
nơi tù đầy. Đây là những biểu hiệu của các quốc gia hoặc các ý thức hệ, như Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong bài giảng thánh lễ ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua tại Fatima, đã gây nên hai đại thế chiến. Tất cả các hiện tượng tội ác này đều chống lại sự sống con người. Đức Thánh Cha nói rõ trong bài giảng ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, bài trừ Thiên Chúa, con người không thể chờ đợi hạnh phúc. Trái lại, con người sẽ đi đến tự hủy diệt mình. Nhân việc tiết lộ bí mật Fatima, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao các vị giáo hoàng từ Đức Pio thứ 12 cho tới nay đã chờ đợi nhiều năm như vậy để tiết lộ phần thứ ba của bí mật? Chắc chắn không phải các ngài thiếu lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, hoặc không lưu ý đến sứ điệp của người. Có người đưa ra giả thuyết này, có thể các ngài sợ cuộc đối thoại với các nước cộng sản Đông Âu được khởi sự từ Đức Gioan thứ 23 bị tổn thương hoặc bị gián đoạn nếu bí mật được tiết lộ, vì bí mật liên hệ trực tiếp với các cuộc bách hại giáo hội của chế độ. Nhưng dù sao, việc tiết lộ bí mật trong lúc này được coi như là nhằm vào sự trưởng thành của các tín hữu Kitô, không còn sợ hãi những báo động kinh khủng như đã được nghe từ nhiều năm về số phận trong tương lai của nhân loại. Ngày nay các tín hữu đã ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình và đã có thể đáp lại những chờ đợi của Thiên Chúa đã được Đức Trinh Nữ Maria thông báo tại Fatima. Sứ điệp Fatima là sứ điệp của việc trở về với Thiên Chúa. Cho dù trong các lần hiện ra tại Fatima, Đức Trinh Nữ Maria đã dùng đến những lời tiên tri và những hình ảnh gây sợ hãi, chiến tranh sẽ xảy đến, cho ba em thấy hỏa ngục, phép lạ mặt trời quay trước sự chứng kiến của hơn 70.000 người. Trong lần hiện ra sau cùng 13 tháng 10 năm 1917, sứ điệp Fatima luôn luôn là lời kêu gọi đồng hóa mình với trái tim cực sạch của người, một trái tim của người mẹ và được linh hoạt bởi thần khí của hiệp thông, của hiệp nhất và của hòa bình. Việc hiến dâng thế giới cho quyền lực cứu rỗi của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại, qua trung gian trái tim cực sạch Đức Maria, thủ tạo đầu tiên đã hưởng ơn cứu chuộc cách đầy đủ ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Đấng đầy ơn phước được đòi hỏi như một điều kiện phải có để thay đổi Đông Âu, nay trở nên như một xác nhận của con người về các dấn thân đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Con đường trở lại và phạt tà phải được tiếp tục trong tương lai. Sứ điệp Fatima không phải là một mới lạ, đây chính là sứ điệp đã được Chúa Giêsu rao giảng ngay lúc đầu đời sống công khai của người tại Palestine. Hãy ăn năn sám hối và hãy đón nhận tin mừng. Sứ điệp này còn nhằm chuẩn bị giáo hội cho những thách đố mới của ngàn năm thứ ba. Việc phạt tạ trong tinh thần liên đới, sửa lại các bất công xã hội, việc tha hoặc giảm bớt các món nợ cho các nước nghèo, việc thăng tiến phẩm giá con người, việc phát triển các dân tộc, việc tái tạo giảng tin mừng và dấn thân xây dựng một nền văn minh tình yêu, phải đồng hành trên con đường tu đức của con người trong ngàn năm mới. Đại toàn xá chính là thời gian chuẩn bị giáo hội và thế giới bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của liên đới, như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nhiều lần, và của tình huynh đệ giữa các dân tộc, và của hòa giải, hòa bình giữa các quốc gia.
Tập tài liệu công bố bí mật Fatima thứ ba được giới thiệu vào ngày 26 tháng 6 năm 2000. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Tập tài liệu công bố bí mật Fatima thứ ba sẽ được giới thiệu vào ngày 26 tháng 6 năm 2000 theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC. Được phổ biến ngày 19 tháng 6 năm 2000 thì Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức Tổng giám mục Tarsicio Burton, Tổng thư ký, sẽ giới thiệu với giới báo chí về bí mật Fatima thứ ba vào ngày 26 tháng 6 năm 2000 sau khi Đại hội Thánh thể quốc tế tại Roma kết thúc. Tập tài liệu công bố bí mật Fatima thứ ba do Bộ Giáo lý Đức tin soạn ra sẽ dày khoảng 40 trang và gồm có bản văn viết tay của nữ tu Lucia de Santos kể ra cả ba phần của bí mật Fatima và bài giải thích về bí mật này do Bộ Giáo lý Đức tin thực hiện theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Nữ tu Lucia dos Santos hiện còn sống, nay đã 93 tuổi, như một nữ tu dòng kín Camelo tại Coimbra, Bồ Đào Nha. Nữ tu Lucia là một trong ba trẻ đã được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức Mẹ đã nói cho ba trẻ là Lucia, Francisco và Jacinta biết về ba bí mật này trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917. Sau đó vào đầu năm 1944, chính chị Lucia lúc đó đã là nữ tu viết lại những bí mật này. Hôm ngày 13 tháng 5 năm 2000, liền sau thánh lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta, do chính Đức Thánh Cha cử hành tại Fatima và với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Sodano đã công bố nội dung chính của bí mật thứ ba, nói đến những bách hại của những chế độ vô thần chống lại giáo hội và những người Kitô, và nhất là nói đến cuộc mưu sát Đức Thánh Cha qua hình ảnh vị giám mục mặc áo trắng ngã gục như chết dưới những lần đạn bắn vào ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã muốn công bố trọn vẹn cả ba bí mật Fatima, nhưng với những lời giải thích để có thể hiểu đúng về bí mật Fatima, Đức Hồng Y Ratzinger đã nhiều lần lên tiếng xin mọi người đừng có thái độ chờ đợi điều giật gân trong những bí mật này. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Tài liệu sứ điệp Fatima chính thức công bố trọn vẹn ba phần của bí mật Fatima. Trước hết, vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2000, tại phòng Gioan Phaolô đệ nhị của phòng báo chí Tòa Thánh, sẽ có cuộc họp báo do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự, để giới thiệu tập tài liệu được gọi là Sứ điệp của Fatima do Bộ Giáo lý Đức tin soạn. Tài liệu này sẽ được phát cho các nhà báo trong các ấn bản bằng tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2000. Tài liệu Sứ điệp Fatima chính thức công bố trọn vẹn ba phần của bí mật Fatima cùng với lời giải thích chính thức do Bộ Giáo lý Đức tin soạn ra. Và cuộc họp báo quan trọng thứ hai là vào lúc 12 giờ trưa thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2000, cũng tại phòng Gioan Phaolô đệ nhị của phòng báo chí Tòa Thánh, do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự, để giới thiệu tập sách của Đức Cố Hồng Y Agostino Casaroli có tựa đề là Cuộc tử đạo của sự kiên nhẫn, Tòa Thánh và các quốc gia cộng sản,
từ năm 1963 cho đến năm 1989. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, thì ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng thống Liên Xô, sẽ tham dự cuộc họp báo này. Thứ nhất, lời nhập đề của Đức Tổng Giám mục Tarsisio Betonu, Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin. Thứ hai, bản văn ghi lại bí mật Fatima thứ nhất và thứ hai, phần 1 và phần 2 của bí mật Fatima, như được chị Lucia viết trong tập ký ức thứ 3, ngày 31 tháng 8 năm 1941 cho Đức Giám mục Giáo phận Leria Fatima. Thứ ba, bản văn bí mật Fatima thứ ba, phần thứ ba của bí mật Fatima. Thứ tư, bức thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho chị Lucia ngày 19 tháng 4 năm 2000. Trong đó Đức Thánh Cha nói là Ngài sai Đức Tổng Giám mục Bethune đến gặp chị để hỏi thêm về những điều có liên hệ đến việc giải thích bí mật Fatima thứ ba. Thứ năm, bản văn ghi lại cuộc trao đổi giữa Đức Tổng Giám mục Bethune và chị Lucia ngày thứ năm 27 tháng 4 năm 2000 tại tu viện Camelo ở Coimbra, với sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Leria Fatima. Thứ sáu, lời công bố của Đức Hồng Y Sadano về bí mật Fatima thứ ba vào cuối thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000. Thứ bảy, bài chú giải thần học của Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, để giúp hiểu bí mật thứ ba. Nguyên văn bản dịch về bí mật Fatima thứ ba do chính chị Lucia viết ra ngày 3 tháng Giêng năm 1944. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Nguyên văn bản dịch về bí mật Fatima thứ ba do chính chị Lucia viết ra ngày 3 tháng Giêng năm 1944. Trước hết, chúng ta hãy đọc nguyên văn bản dịch về bí mật Fatima thứ ba do chính chị Lucia viết ra ngày 3 tháng Giêng năm 1944 như sau. Con viết ra trong sự vâng lời Ngài, lạy Thiên Chúa của con. Ngài ra lệnh cho con làm việc này qua Đức Giám mục của Giáo phận Nigeria và qua Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa và là mẹ của con. Sau hai phần bí mật Fatima 1 và 2 mà con đã nói ra, chúng con đã nhìn thấy phía bên trái của Đức Mẹ và hơi cao hơn một chút, một thiên thần cầm một gươm lửa nơi tay trái. Gươm này chớp sáng và chiếu ra những tia lửa, dường như thể muốn đốt rụi thế giới. Nhưng những tia lửa này bị tắt đi khi gặp phải ánh sáng phát ra từ bàn tay phải của Đức Mẹ. Chỉ về phía thiên thần, tay mặt của vị thiên thần chỉ vào trái đất và vị thiên thần nói lớn, đền tội, đền tội, đền tội. Và chúng con đã nhìn thấy trong một ánh sáng bao la là Thiên Chúa, một cái gì giống như thể người ta xuất hiện trong tấm gương khi họ đi ngang qua. Một vị giám mục mặc áo trắng, chúng con có cảm giác như thể là Đức Thánh Cha. Nhiều vị giám mục khác nữa, những linh mục, những tu sĩ nam nữ đang leo lên một núi dốc cao. Trên chóp núi này có một cây thập giá lớn và có thân sần sùi, giống như thể bằng cây sồi có vỏ cứng. Trước khi lên đến nơi, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn, phân nửa đã bị tàn phá và phân nửa bị rung động. Đức Thánh Cha bước đi run rẩy, chịu đau đớn và sầu muộn. Ngài cầu nguyện cho những linh hồn của các người chết mà Ngài gặp trên đường. Khi lên đến chóp núi, quỳ xuống phủ phục dưới chân thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính cầm súng bắn vào Ngài,
và phóng các mũi tên vào Ngài. Và cũng bằng cách thức như vậy, hết người này đến người khác, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân thuộc hàng ngũ và địa vị khác nhau cũng lần lượt bị giết chết nơi đó. Bên dưới hai cánh của thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm nơi tay một bình thủy tinh, trong đó các vị hứng máu của những người tử đạo và dùng máu này rảy lên các linh hồn đang tiến lên gần Thiên Chúa. Đó là nguyên văn của phần thứ ba của Bí mật Fatima, được Bộ Giáo lý Đức tin công bố trong tập tài liệu có tựa đề là Sứ điệp Fatima, dày khoảng 40 trang, được giới thiệu cho báo chí trưa thứ Hai 26 tháng 6 năm 2000. Tập tài liệu này được phổ biến bằng 7 thứ tiếng. Nội dung của tập tài liệu này gồm có những bài như sau. Thứ nhất, lời nhập đề của Đức Tổng Giám mục Tarcisio Burton, Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin. Thứ hai, bản văn ghi lại Bí mật Fatima thứ nhất và thứ hai. Như được chị Lucia viết trong tập ký ức thứ ba, ngày 31 tháng 8 năm 1941 cho Đức Giám mục Giáo phận Lieria Fatima. Thứ ba, bản văn Bí mật Fatima thứ ba. Thứ bốn, bức thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi cho chị Lucia ngày 19 tháng 4 năm 2000, trong đó Đức Thánh Cha nói là Ngài sai Đức Tổng Giám mục Burton đến gặp chị để hỏi thêm về những điều có liên hệ đến việc giải thích Bí mật Fatima thứ ba. Thứ năm, bản văn ghi lại cuộc trao đổi giữa Đức Tổng Giám mục Burton và chị Lucia vào ngày thứ Năm 27 tháng 4 năm 2000 tại tu viện Camelo ở Coimbra, với sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Leiria Fatima. Thứ sáu, lời công bố của Đức Hồng Y Sodano về Bí mật Fatima thứ ba vào cuối thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000. Thứ bảy, bài chú giải thần học của Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, để giúp hiểu Bí mật Fatima. Vài điểm căn bản đã được nêu ra trong buổi họp báo trưa thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2000, về Bí mật Fatima thứ ba, bài viết của Đức ông Nguyễn Văn Tài. Vài điểm căn bản đã được nêu ra trong buổi họp báo trưa thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2000, về Bí mật Fatima thứ ba, bản văn phần ba của Bí mật Fatima đã được chị Lucia viết ra bằng tiếng Bồ Đào Nha. Chị là một trong ba trẻ mục đồng đã được thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hiện còn sống trong tu viện Camelo ở Coimbra bên Bồ Đào Nha. Nội dung của phần ba này cũng như của phần một và hai của Bí mật Fatima đã được Đức Mẹ ban cho ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta nhìn thấy trong lần hiện ra vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Phần 1 và 2 của Bí mật Fatima đã được chị Lucia viết ra ngày 31 tháng 8 năm 1941, và phần 3 của Bí mật Fatima được chị viết ra vào ngày 3 tháng Giêng năm 1944. Trong phần nhập đề của tập tài liệu công bố Bí mật Fatima, Đức Tổng Giám mục Burton cho biết là Bí mật Fatima thứ ba này đã được Đức Giám mục Giáo phận Leiria Fatima cất giữ trong vòng 13 năm trước khi được gửi tới Vatican vào ngày 4 tháng 4 năm 1957. Đức Cố Giáo hoàng John 23 đã đọc Bí mật thứ ba này vào ngày 17 tháng 8 năm 1959. Và Đức Cố Giáo hoàng Paulo đệ lục cũng đã đọc qua bí mật này ngày 27 tháng 3 năm 1965, nhưng cả hai vị giáo hoàng này đã quyết định không công bố. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị quan tâm đến bí mật thứ ba này sau khi Ngài bị mưu sát
ngày 13 tháng 5 năm 1981. Ngày 13 tháng 7 năm 1981, vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc đó là Đức Hồng Y. Fenjo Serper đã trao cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hai bao thơ, một có đựng nguyên bản văn Bí mật Fatima thứ ba do chị Lucia viết ra, và một bản chứa bản dịch Bí mật thứ ba sang tiếng Ý. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, chị Lucia đã đích thân viết thơ cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bức thơ này đến nay chưa được công bố, nhưng giờ đây được công bố trong tập tài liệu này. Trong đó chị nói đến những gì có thể giúp cho việc giải thích Bí mật Fatima thứ ba. Điểm đặc biệt chúng ta có thể lưu ý trong tập tài liệu công bố Bí mật Fatima là cả ba bản văn này ghi lại ba phần của Bí mật Fatima. Ngoài hình thức in chữ, còn được in trong thể thức chụp hình nguyên bản viết tay của chị Lucia. Như thế chúng ta có ba bản in chụp hình ba nguyên bản viết tay của chị Lucia. Bản viết tay thứ nhất vào năm 1941 ghi lại phần 1 và 2 của Bí mật Fatima. Bản viết tay thứ hai vào năm 1944 ghi lại phần 3 của Bí mật Fatima. Và bản viết tay thứ ba là bức thơ của chị Lucia gửi cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 12 tháng 5 năm 1982. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ hai vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chương trình Radio Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị toàn bộ những bài viết, những lời công bố của Giáo hội về Bí mật thứ ba của Fatima, và tất cả những bài viết này đều do Đức ông Nguyễn Văn Tài biên soạn và có phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Tài liệu này có hai phần. Sau đây là phần thứ hai. Xin kính mời quý vị theo dõi. Trong lần trao đổi với chị Lucia ngày 27 tháng 4 năm 2000, Đức Tổng Giám mục Bethany đã hỏi chị Lucia tại sao chị ghi bên ngoài bì thư lưu giữ bí mật thứ ba được viết ra năm 1944 rằng bí mật thứ ba này chỉ có thể được mở ra sau năm 1960 mà thôi. Thì chị Lucia đã trả lời như sau: chính tôi đã đề ra thời điểm năm 1960 bởi vì theo trực giác của tôi, trước thời điểm năm 1960, người ta có lẽ không hiểu được bí mật này, người ta có lẽ hiểu được chỉ sau năm 1960. Bây giờ người ta có thể hiểu rõ hơn. Tôi đã viết ra điều tôi đã thấy. Việc giải thích bí mật này không phải là việc của tôi, nhưng là việc của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo trưa thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, Đức Hồng Y. Ratzinger đã nhận định rằng Bí mật Fatima thứ ba là tổng hợp thật sâu xa của một lịch sử câu chuyện đi xa hơn cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Theo giải thích của Đức Hồng Y. Ratzinger, thì việc bí mật thứ ba nhắc đến cái chết của Đức Thánh Cha, của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, là một ám chỉ cách chung đến lịch sử cuộc bách hại của những chế độ vô thần chống lại nhân loại và chống lại
những người Kitô thế kỷ thứ 20. Đức Hồng Y cho biết rằng Ngài chia sẻ các xác tín với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng cuộc miêu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 là một cao điểm của cuộc bách hại này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y lưu ý rằng người ta không nên đọc bí mật Fatima một cách quá lịch sử. Những biến cố được loan báo trong bí mật Fatima không phải là như một cuốn phim ghi lại tương lai, nhưng giải thích có thể có của lịch sử vừa đồng thời cũng mở ngõ cho những điều khác có thể xảy ra. Tự do quyết định và hành động của con người vẫn luôn còn đó. Vì thế, không nên hiểu bí mật Fatima như một thứ định mệnh mù quáng, dường như thể mọi việc bị bắt buộc phải xảy ra như vậy, và không còn có thể quy trách cho những cá nhân đã tự do gây ra sự việc nữa. Sứ điệp Fatima muốn nhắc đến cách chung những đau khổ của nhân loại và mang đến một câu trả lời có thể cho những đau khổ đó, vừa gây ý thức rằng sức mạnh của tình yêu còn mạnh hơn sức mạnh của sự dữ, và rằng cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Sở dĩ các Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã không muốn công bố bí mật thứ ba của Fatima là vì các ngài đã có thái độ thận trọng. Lúc đó đã có những dự đoán, những sách động, lèo lái, vì thế cần thận trọng. Rồi với thời gian qua đi, ý nghĩa chung của bí mật được sáng tỏ từ từ. Lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta và thời điểm kết thúc của thế kỷ 20 là những dịp thuận tiện để công bố bí mật Fatima. Cuối cùng, Đức Hồng Y Ratzinger đã lưu ý đến vai trò quan trọng của mẹ Maria trong lịch sử cứu rỗi, cũng như trong lịch sử con người, hai yếu tố cột trụ của lịch sử nhân loại mà chúng ta không thể bỏ qua được, đó là hành động của Thiên Chúa và sự đồng trách nhiệm của con người có tự do. Một sự tự do có thể gây thảm họa, nhưng đồng thời cũng là một sự tự do có thể làm trổ sinh những hoa trái tốt. Trong bài chú giải thần học được đăng trong tập tài liệu giới thiệu sứ điệp Fatima, Đức Hồng Y Ratzinger đã trình bày vài quan niệm nền tảng để hiểu đúng bí mật Fatima. Đức Hồng Y nhắc đến trước hết sự phân biệt giữa hai loại mặc khải của Thiên Chúa cho con người: mặc khải chung công khai và mặc khải riêng cho cá nhân. Mặc khải công khai được tích chứa trong Kinh Thánh và đã kết thúc. Những gì được tích chứa trong mặc khải công khai này đều bắt buộc ta phải tin. Còn mặc khải riêng thì quy hướng về mặc khải công khai và là một trợ giúp để hiểu thêm về mặc khải công khai. Tuy mặc khải riêng không có tính cách bắt buộc phải tin như mặc khải công khai, nhưng các tín hữu cũng không nên coi thường nó. Quan niệm nền tảng thứ hai được nhắc đến là quan niệm về lời nói tiên tri. Lời tiên tri không hẳn là lời nói trước về tương lai, nhưng đúng hơn là lời giải bày thánh ý của Thiên Chúa cho hiện tại, và như thế nêu chỉ cho ta biết con đường ngay thẳng để tiến đến tương lai. Trong những mặc khải riêng tư được giáo hội nhìn nhận, chẳng hạn như những mặc khải của bí mật Fatima, thì điều được nhắm đến là giúp chúng ta hiểu được những dấu chỉ của thời đại và gặp được câu trả lời đúng cho những dấu chỉ đó trong đức tin. Quan niệm nền tảng thứ ba là về những thị kiến. Những thị kiến ở đây không phải là những nhìn thấy bình thường ngoại tại của giác quan, cũng không phải là cái nhìn thuần túy trí thức, sự lãnh hội trí thức, nhưng là như một tổng hợp
giữa nhìn thấy giác quan và lĩnh hội nội tâm. Những thị kiến này không phải là như những bức chụp hình của điều gì nằm ở bên kia, cũng không phải là những biểu lộ của sự tưởng tượng mờ ảo. Áp dụng vào trong việc giải thích bí mật Fatima, Đức Hồng Y quả quyết rằng chìa khóa để hiểu bí mật thứ nhất và bí mật thứ hai là sự cứu rỗi các linh hồn, và chìa khóa của bí mật thứ ba là việc đền tội, là ăn năn trở lại. Đức Hồng Y lần lượt lướt qua những hình ảnh biểu tượng trong bí mật thứ ba như sau. Thiên thần cầm gươm lửa nhắc ta nhớ lại những hình ảnh tương tự trong sách Khải Huyền, viễn cảnh về một thế giới có thể bị chìm đắm trong biển lửa, ngày nay không còn là một điều hoàn toàn do trí tưởng tượng bày vẽ nữa. Con người ngày nay đã chuẩn bị cho mình những lưỡi gươm lửa với những phát minh tối tân. Ánh sáng chiếu tỏa từ Đức Mẹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do con người. Thật vậy, tương lai không phải là cái gì tuyệt đối bị định đoạt trước một cách bất biến. Hình ảnh mà ba trẻ em mục đồng tại Fatima đã nhìn thấy không phải là một bộ phim ghi ra tương lai, không còn có thể thay đổi được nữa. Ngược lại, thị kiến của ba trẻ là một lời mời gọi, hãy tận dụng những năng lực để thay đổi mọi sự nên tốt đẹp. Những hình ảnh về núi có dốc cao, thành phố bị tàn phá, các giám mục, linh mục, tu sĩ bị giết chết, đó là những hình ảnh nói đến sự bách hại mà giáo hội phải chịu trong thế kỷ 20. Hình ảnh về Đức Thánh Cha bị giám mục mặc áo trắng được nhắc đến cách nổi bật và có thể đúng cho nhiều vị giáo hoàng khác nhau, từ Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 cho đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị hiện nay. Tuy nhiên, biến cố mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đưa ra gần với những biến cố trong bí mật thứ ba. Nhưng Đức Hồng Y Ratzinger cũng lưu ý rằng sự kiện Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bị mưu sát mà không chết, trong khi thị kiến của bí mật thứ ba thì nói là chết. Sự kiện này chứng minh một lần nữa rằng không có định mệnh bất biến, không thể thay đổi được. Cách chung, bí mật Fatima là một lời mời gọi hãy cầu nguyện, hãy ăn năn trở lại. Đây là một lời mời gọi luôn luôn còn có giá trị, mặc dù những hoàn cảnh mà bí mật Fatima nhắc đến xem ra như đã thuộc về quá khứ. Đối với Đức Hồng Y Ratzinger, bí mật Fatima nhắc lại câu Chúa Giêsu đã nói và được ghi lại trong Phúc Âm: trong thế gian chúng con sẽ phải điêu đứng, nhưng chúng con hãy tin tưởng vì ta đã chiến thắng thế gian. Sứ điệp Fatima không nhằm thỏa mãn tính tò mò của con người, nhưng mời gọi chúng ta tin tưởng vào lời hứa chiến thắng của Chúa. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Cuộc họp báo trình bày văn kiện về phần 3 của bí mật Fatima. Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2000. Sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2000 lúc 11:30 tại phòng báo chí tòa thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Tarcisio Abento, Tổng thư ký, và Tiến sĩ Navarro Val, Giám đốc phòng báo chí, trình bày với giới báo chí tập tài liệu về phần thứ ba của bí mật Fatima. Cũng nên nhắc lại, bí mật thứ ba Fatima trước đây đã được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đã được tiết lộ sau thánh lễ phong chân phước cho hai em mục đồng Francisco và Jacinta Mato hôm nay ngày 13 tháng 5 vừa qua. Hai em này đã cùng với chị họ Lucia dos Santos được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Covadaria
từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được Đức Thánh Cha ủy thác, Đức Hồng Y Angelo Sardano, quốc vụ khanh, đã tiết lộ đại cương bí mật Fatima, đã được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944 và trao cho Đức Giám mục Leria Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đã chuyển về Vatican. Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6, vị giáo hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima. Điều bí mật này nhưng không vị nào quả quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị kế vị năm 1978 cũng không tiết lộ gì. Cả sau vụ mưu sát xảy ra chính ngày 13 tháng 5 1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng, Ngài đã đợi mãi cho tới năm 2000, dịp phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, mới tiết lộ sau thánh lễ tại chính Fatima. Tuyên bố bí mật Fatima, Đức Hồng Y Sodano loan báo sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày chi tiết về vấn đề quan trọng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau ít lời giới thiệu của tiến sĩ Navarro Vall, giám đốc phòng báo chí, Đức cha Tarcisio Abento, Tổng thư Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng trình bày sứ điệp Fatima theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa mạc khải công và mạc khải tư, và nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của sứ điệp. Tác giả thuật lại các phần 1 và 2 của bí mật đã được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động. Đệ nhị thế chiến bùng nổ sau đệ nhị thứ nhất, vì thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp, chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi, cuộc bách hại khủng khiếp và tự đạo lâu dài của giáo hội và của các tín hữu Kitô, vụ mưu sát Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng đến từ một nước xa xôi, rồi vụ sụp đổ bức tường Berlin, lụi tàn của ý thức hệ Marxist. Các mạc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay 26 tháng 6 năm 2000 trong cuộc họp báo, đã xảy ra cách đây hơn 80 năm, lúc Đức Trinh Nữ mặc khải cho ba em mục đồng 1917. Như vậy, chúng ta có thể nói sứ điệp Fatima dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, thì thực sự đã đi trước lịch sử nhân loại. Và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của một đấng siêu việt. Cho dù người ở trên và người ngoài lịch sử vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để con người quyền tự do chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát. Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu gây ngạc nhiên cho khối Tây Phương, sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa. Làm sao giải thích được sự trùng hợp của mưu sát Thánh Cha ngày 13 tháng 5 năm 1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của bà đẹp
với ba em một đồng cùng ngày 13 tháng 5 1917. Tác giả bài báo viết tiếp như sau: nhưng còn phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh, phần đã được biết đến rồi và đã được bà đẹp nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp, và nay đã thấy rõ ràng. Ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp còn nói lên ý nghĩa rất sâu xa, đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo, nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một hình thức khác với từng ngàn khuôn mặt còn nguy hiểm hơn nữa, hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa, đó là sự lãnh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lý, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Bí mật đích thực là chính yếu của Fatima không là gì khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: tìm lại Thiên Chúa và qua Thiên Chúa khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lý, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người được tạo dựng giống hình ảnh đấng tạo hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên lịch sử thế giới. Bí mật Fatima là mời gọi làm chứng rằng, mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ 20, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, những sự dữ không thể có tính cách, không thể tránh được của sự dữ, cho dù đã đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đã bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bị ối hơn cả, lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó, tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lý mà đại toàn xá biết cổ võ. Và nếu nhân loại của ngàn năm thứ ba sẽ thành công trên con đường hòa bình và công lý. Bài bình luận do ông Joan Franco gốc Ba Lan nhân cuộc họp báo trình bày văn kiện về bí mật Fatima, bài viết của Đức ông Nguyễn Văn Tài. Hôm nay chúng tôi xin kể lại bài bình luận do ông Joan Franco gốc Ba Lan viết ra. Ông là một ký giả thành thạo về các vấn đề giáo hội, đã tham dự công đồng chung Vatican II và sau đó được Đức Thánh Cha Joan Paulo đệ nhị đặt làm phó giám đốc nhật báo Observatorio Romano, nay hồi hưu, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết những bài giá trị đăng trên các nhật báo đứng đắn tại Ý hoặc nước khác. Nhân cuộc họp báo trình bày văn kiện về bí mật Fatima, ông cho đăng trên nhật báo Roma Thời báo, số phát hành ngày 26 tháng 6 năm 2000, bài bình luận với tựa đề là Một ánh sáng hy vọng trên lịch sử thế giới. Trong bài, ký giả viết đại ý như sau: sau cùng, hôm nay phần thứ ba của bí mật Fatima được tiết lộ, như vậy sẽ chấm dứt một sự việc gây lo lắng lâu dài với nhiều giả thuyết nhiều lúc có tính cách tận thế khủng khiếp và với những lèo lái thường có tính cách chính trị. Một giai đoạn được kết thúc, nhưng một giai đoạn khác có lẽ còn quan trọng hơn được mở ra của lịch sử này. Phải đón nhận sứ điệp Fatima như thế nào, phải giải thích cách nào sứ điệp, nhất là đối với những ai muốn đón nhận và muốn sống theo sứ điệp này. Tác giả viết như sau: chúng tôi xin nói ngay rằng, dù là tín hữu, dù là người có đức tin, vẫn được tự do hoàn toàn chấp nhận hay không sứ điệp này. Mặc khải của Kitô giáo kết thúc với cái chết của Chúa Giêsu, với việc hoàn tất sứ vụ cứu chuộc trên thánh giá. Vì thế các lời tiên tri hay mặc khải tư hoặc các vụ hiện ra tiếp sau
dù đáng tin như trong trường hợp Fatima, được giáo hội xác nhận nhưng không bắt buộc sự ưng thuận của đức tin. Tuy nhiên, ký giả Gianfranco còn nhận định thêm như sau: dù sao chúng ta không thể không suy tư cách nghiêm chỉnh về tất cả những gì đã xảy ra tại Fatima. Dù là người theo thuyết thế tục hay thuyết duy lý, cũng không thể không tra vấn lương tâm trước lời kêu gọi của sứ điệp, được giải thích và hoàn tất bằng việc công bố văn kiện về phần thứ ba của bí mật Fatima, liên hệ đến con người thời nay, cách riêng cho các thế hệ tương lai, cho nền văn minh và cho giờ phút lịch sử mà chúng ta đang sống trong lúc bước sang ngàn năm mới. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Cuộc họp báo trình bày văn kiện về phần 3 của bí mật Fatima, Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2000. Sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000 lúc 11 giờ 30 tại phòng báo chí tòa thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Tarcisio Abento, Tổng thư ký, và Tiến sĩ Navarro Val, Giám đốc phòng báo chí, trình bày với giới báo chí tập tài liệu về phần thứ ba của bí mật Fatima. Cũng nên nhắc lại, bí mật thứ ba Fatima trước đây đã được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đã được tiết lộ sau thánh lễ phong chân phước cho hai em mục đồng Francisco và Jacinta Mato. Hôm nay ngày 13 tháng 5 vừa qua, hai em này đã cùng với chị họ Lucia dos Santos được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Covadaria từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được Đức Thánh Cha ủy thác, Đức Hồng y Angelo Sadano, quốc vụ khanh, đã tiết lộ đại cương bí mật Fatima đã được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944 và trao cho Đức Giám mục Leria Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đã chuyển về Vatican, Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6. Vị giáo hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima. Điều bí mật này, nhưng không vị nào quả quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, kế vị năm 1978, cũng không tiết lộ gì. Cả sau vụ mưu sát xảy ra chính ngày 13 tháng 5 1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng, ngài đã đợi mãi cho tới năm 2000, dịp phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, mới tiết lộ sau thánh lễ tại chính Fatima. Tuyên bố bí mật Fatima, Đức Hồng y Sodano loan báo, sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày chi tiết về vấn đề quan trọng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau ít lời giới thiệu của Tiến sĩ Navarro Vall, Giám đốc phòng báo chí, Đức Cha Tarcisio Abento, Tổng thư Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, Đức Hồng y Ratzinger, Tổng trưởng trình bày sứ điệp Fatima theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa mạc khải công và mạc khải tư, và nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của sứ điệp. Tác giả thuật lại các phần 1 và 2 của bí mật đã được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động. Đệ nhị thế chiến bùng nổ,
sau đệ nhị thứ nhất. Vì thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp, chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi, cuộc bách hại khủng khiếp và tự đạo lâu dài của giáo hội và của các tín hữu Kitô, vụ mưu sát Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng đến từ một nước xa xôi, rồi vụ sụp đổ bức tường Berlin, lụi tàn của ý thức hệ Marxist. Các mặc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay 26 tháng 6 năm 2000 trong cuộc họp báo, đã xảy ra cách đây hơn 80 năm, lúc Đức Trinh Nữ mặc khải cho ba em Mục Đồng 1917. Như vậy, chúng ta có thể nói, sứ điệp Fatima dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, thì thực sự đã đi trước lịch sử nhân loại. Và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của một đấng siêu việt. Cho dù người ở trên và người ngoài lịch sử vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để con người quyền tự do chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát. Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu gây ngạc nhiên cho khối Tây Phương, sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa. Làm sao giải thích được sự trùng hợp của mưu sát Thánh Cha ngày 13 tháng 5 năm 1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của bà đẹp với ba em Mục Đồng cùng ngày 13 tháng 5 1917? Tác giả bài báo viết tiếp như sau: nhưng còn phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh, phần đã được biết đến rồi và đã được bà đẹp nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp, và nay đã thấy rõ ràng. Ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp còn nói lên ý nghĩa rất sâu xa, đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo, nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một hình thức khác, với từng ngàn khuôn mặt còn nguy hiểm hơn nữa. Hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa, đó là sự lãnh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lý, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Bí mật đích thực là chính yếu của Fatima không là gì khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: tìm lại Thiên Chúa và qua Thiên Chúa khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lý, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người được tạo dựng giống hình ảnh đấng tạo hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng, một ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên lịch sử thế giới. Bí mật Fatima là mời gọi làm chứng rằng, mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ 20, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, những sự dữ không thể có tính cách, không thể tránh được của sự dữ, cho dù đã đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đã bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bị ối hơn cả, lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó, tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lý mà đại toàn xá biết cổ võ. Và nếu nhân loại của ngàn năm thứ ba sẽ thành công trên con đường hòa bình và công lý.
bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Cuộc họp báo trình bày văn kiện về phần 3 của bí mật Fatima, Vatican ngày 26 tháng 6 năm 2000, sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000 lúc 11:30 tại phòng báo chí tòa thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Tarcisio Abento, Tổng Thư ký, và Tiến sĩ Navarro Val, Giám đốc Phòng Báo chí, trình bày với giới báo chí tập tài liệu về phần thứ ba của bí mật Fatima. Cũng nên nhắc lại, bí mật thứ ba Fatima trước đây đã được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đã được tiết lộ sau thánh lễ phong chân phước cho hai em mục đồng Francisco và Jacinta Mato. Hôm nay ngày 13 tháng 5 vừa qua, hai em này đã cùng với chị họ Lucia dos Santos được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Covadaria từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được Đức Thánh Cha ủy thác, Đức Hồng Y Angelo Sardano, quốc vụ khanh, đã tiết lộ đại cương bí mật Fatima đã được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944 và trao cho Đức Giám mục Leria Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đã chuyển về Vatican, Đức Pio thứ 12, Đức Gioan thứ 23, Đức Phaolô thứ 6. Vị giáo hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima. Điều bí mật này, nhưng không vị nào quả quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, kế vị năm 1978, cũng không tiết lộ gì. Cả sau vụ mưu sát xảy ra chính ngày 13 tháng 5 1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng. Ngài đã đợi mãi cho tới năm 2000, dịp phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, mới tiết lộ sau thánh lễ tại chính Fatima. Tuyên bố bí mật Fatima, Đức Hồng Y Sodano loan báo sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày chi tiết về vấn đề quan trọng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau ít lời giới thiệu của Tiến sĩ Navarro Vol, Giám đốc Phòng Báo chí, Đức Cha Tarcisio Abento, Tổng Thư Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng trình bày sứ điệp Fatima theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa mạc hải công và mạc hải tư, và nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của sứ điệp. Tác giả thuật lại các phần 1 và 2 của bí mật đã được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động. Đệ nhị thế chiến bùng nổ sau đệ nhị thứ nhất, vì thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp, chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi, cuộc bách hại khủng khiếp và tự đạo lâu dài của giáo hội và của các tín hữu Kitô, vụ mưu sát Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng đến từ một nước xa xôi, rồi vụ sụp đổ bức tường Berlin, lụi tàn của ý thức hệ Marxist. Các mạc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay 26 tháng 6 năm 2000 trong cuộc họp báo, đã xảy ra cách đây hơn 80 năm, lúc Đức Trinh Nữ mặc khải cho ba em mục đồng 1917. Như vậy, chúng ta có thể nói sứ điệp Fatima
dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, thì thực sự đã đi trước lịch sử nhân loại. Và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của một đấng siêu việt, cho dù người ở trên và người ngoài lịch sử vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để con người quyền tự do chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát. Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu gây ngạc nhiên cho khối Tây Phương, sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa. Làm sao giải thích được sự trùng hợp của mưu sát Thánh Cha ngày 13 tháng 5 năm 1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của bà đẹp với ba em một đồng cùng ngày 13 tháng 5 1917? Tác giả bài báo viết tiếp như sau: nhưng còn phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh, phần đã được biết đến rồi và đã được bà đẹp nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp và nay đã thấy rõ ràng. Ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp còn nói lên ý nghĩa rất sâu xa, đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo, nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một hình thức khác, với từng ngàn khuôn mặt còn nguy hiểm hơn nữa. Hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa, đó là sự lãnh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lý, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Bí mật đích thực là chính yếu của Fatima không là gì khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: tìm lại Thiên Chúa và qua Thiên Chúa khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lý, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người được tạo dựng giống hình ảnh đấng tạo hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng, một ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên lịch sử thế giới. Bí mật Fatima là mời gọi làm chứng rằng, mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ 20, mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, những sự dữ không thể có tính cách, không thể tránh được của sự dữ, cho dù đã đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đã bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bị ối hơn cả. Lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó, tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lý mà đại toàn xá biết cổ võ, và nếu nhân loại của ngàn năm thứ ba sẽ thành công trên con đường hòa bình và công lý. Đức Tổng Giám mục Berton, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, thuật lại cuộc gặp gỡ với Sơ Lucia Dos Santos tại tu viện Coimbra. Bài viết của Đức ông Peter Nguyễn Văn Tài. Sau cuộc họp báo của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 26 tháng 6 năm 2000 vừa qua, để công bố văn kiện giải thích phần thứ ba của bí mật Fatima, Đức Tổng Giám mục Berton, Tổng Thư ký của Bộ, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Tương lai số ra ngày 2 tháng 7 năm 2000 vừa qua, đã thuật lại cuộc gặp gỡ của Ngài với nữ tu Lucia Dos Santos, một trong ba em trẻ mục đồng được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917 tại thung lũng Covadaíra. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra ngày 27 tháng 4 năm 2000 vừa qua.
do ý muốn của Đức Thánh Cha, trước khi công bố phần thứ ba của bí mật Fatima, dịp lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta Matto, được cử hành tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa rồi. Đức Tổng Giám Mục cho biết, từ nhiều năm, chị Lucia vẫn sống trong vâng lời và yên lặng, chu toàn công việc tầm thường hàng ngày trong tu viện. Nhưng trong lúc này đây, theo lời của Đức Tổng Giám Mục, thì chị đang viết một cuốn sách, trước hết để vâng lời Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra và tiết lộ nhiều bí mật, và sau cũng để vâng lời Tòa Thánh. Đức Cha Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin nhận xét, chị Lucia rất sáng suốt, dù 93 tuổi, luôn luôn ý thức rõ ràng về sứ vụ đã lãnh nhận, luôn luôn khiêm tốn và vâng lời, nhận biết giới hạn của mình, nhưng cũng rất cương quyết trong việc giải thích đến cùng các sứ điệp đã được Đức Trinh Nữ truyền lại cho. Chị không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, chị đã chịu đau khổ nhiều để chiến đấu, để vượt qua những nghi ngờ và đã thành công. Nói tóm lại, chị Lucia là một chứng nhân theo đúng nghĩa của danh từ này, một chứng nhân trung thành can đảm của Đức Trinh Nữ Maria. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Cha Bethany dành cho Nhật báo Tương Lai. Hỏi: Đức Cha có thể cho biết chị Lucia đã viết gì trong cuốn sách được Đức Cha nói đến? Đáp: Đây là cuốn lược tóm tắt tất cả những bút tích thiêng liêng từ các sứ điệp Fatima. Chị Lucia viết lại cách đơn sơ và cụ thể hóa bằng những gợi ý, những lời khuyên, bị tràn ngập bởi những câu hỏi về những lần hiện ra và những lời Đức Trinh Nữ cần được giải thích, và vì không thể trả lời cho từng người được, chị Lucia xin và được phép Tòa Thánh để viết một cuốn sách Những Lời Kêu Gọi của Sứ Điệp Fatima. Đây là đầu đề cuốn sách được viết ra để trả lời chung các câu hỏi đã nhận được, điểm tham khảo liên lỉ và như là cơ cấu của cuốn sách, tức là lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ: đừng xúc phạm Thiên Chúa nữa, người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Xét chính nội dung, cuốn sách không thêm bớt gì sứ điệp Fatima, nhưng giải thích, phổ biến với những áp dụng thực hành của đời sống Kitô, vì thế có thể sẽ làm ích nhiều cho những ai cảm thấy nơi bản thân sự lo lắng, sự không chắc chắn và hồ nghi về số phận đời đời của mình. Hỏi: khi nào sẽ xuất bản? Đáp: cuốn sách gồm 334 trang đánh máy, tôi nghĩ rằng có thể xuất bản tại Bồ Đào Nha trong thời gian tương đối ngắn, nếu không trong năm nay thì vào đầu năm 2001. Hỏi: trong cuộc gặp gỡ, chị Lucia có kể cho Đức Cha về các lần hiện ra khác nữa không? Đáp: trong cuộc nói chuyện, chúng tôi không nói đến các lần hiện ra khác, bởi vì cuộc nói chuyện chỉ xoay chung quanh những lần hiện ra năm 1917 mà thôi, và cách riêng lần hiện ra ngày 13 tháng 7. Nhưng do các bức thư của chị Lucia, tôi biết chị còn có những lần hiện ra hoặc những thông truyền khác do Đức Bà lúc chị ở Buontevera và ở Tuy bên Tây Ban Nha, nơi chị Lucia tu trước khi trở về đan viện Coimbra bên Bồ Đào Nha từ năm 1925 trở đi, và sau năm 1952 tại Bồ Đào Nha ở Coimbra, có thể cho đến năm 1984. Như vậy cuộc đàm thoại với Đức Trinh Nữ đã được tiếp tục và kéo dài, như để minh chứng sự giúp đỡ ân cần của một người mẹ và người thầy cho công việc giải thích đúng nghĩa và thông truyền trung thành sứ điệp của người.
hỏi: có phải với việc giúp đỡ này, chúng ta có thể chắc chắn rằng thị kiến trong phần thứ ba của bí mật Fatima hướng về quá khứ không? Đáp: đây là một việc tiếp theo của các sự kiện lịch sử. Các sự kiện này xem ra được thực hiện đúng như những dự định trước của thị kiến. Trước hết, đây là một con đường thánh giá về các đau khổ của giáo hội do những cuộc bách hại mà giáo hội phải chịu trong suốt thế kỷ 20, rồi đến vụ mưu sát bằng vũ khí vào chính ngày kỷ niệm việc hiện ra lần thứ nhất của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima. Đây là sự kiện độc nhất trong thế kỷ này. Một vị giáo hoàng bị tử thương và thực sự xém chết. Thị kiến nói lên sự thật như Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Ratzinger đã nhận xét. Thị kiến cho phép nhận ra một sự phù hợp. Phù hợp này hơn nữa đã được chị Lucia xác nhận. Hỏi: cái gì đã làm cho chị Lucia nghĩ rằng thời gian tốt nhất để tiết lộ bí mật thứ ba là sau năm 1960? Đáp: đây là một câu hỏi không tìm ra câu trả lời dễ dàng, nhưng tôi đã tả lại trong cuộc nói chuyện với chị Lucia. Những lời của chị mang đến cho ta một giải thích có thể chấp nhận được, nhưng việc giải thích này thực sự chưa thỏa mãn. Chúng ta cần nhớ điều này là chị Lucia đã viết lại các chuyện xảy ra năm 1944, và có thể năm 1960 đối với chị đánh dấu một chân trời đủ xa cách để việc tiên tri kia thành sự thật. Hỏi: chị Lucia có nói lên những tâm tình của mình khi biết tin về vụ mưu sát Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị không? Đáp: chị Lucia đã bị xúc động sâu xa bởi những tin tức về vụ mưu sát Đức Paul đệ lục tại Manila xảy ra ngày 27 tháng 11 năm 1970. Chúng ta còn nhớ Paul đệ lục là vị giáo hoàng đầu tiên đến Fatima trong năm 1967 để kỷ niệm 50 năm Đức Trinh Nữ hiện ra tại đây, và ngài đã gặp người được thấy Đức Mẹ hiện ra là nữ tu Lucia. Năm 1981, chiến thuật và sự trầm trọng của vụ mưu sát Đức John Paul đệ nhị thể hiện sự thật kinh khủng của phần thứ ba của bí mật Fatima. Chị Lucia một lần nữa đã sống vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981 sự đau khổ kinh khủng mà ba trẻ mục đồng đã cảm thấy trong lúc nhận được thị kiến. Chị Lucia không thể quên được lời nói đầy âu yếm của cha Sinta trong lúc đó: thật tội nghiệp Đức Thánh Cha, tôi phải ăn năn đền tội nhiều cho các người tội lỗi. Hỏi: ngày nay chị Lucia nghĩ gì? Đáp: chị Lucia không phải là một người gây thảm hại quá mức độ, chị rất bình thản và vui mừng, bởi vì lịch sử đã theo một con đường khác với những dự kiến buồn thảm được nghe nói trong năm 1917. Xem ra có người không đồng ý, vì lời tiên tri không hoàn tất đúng như bản văn đã nói. Cái chết tức khắc của Đức Thánh Cha và về đệ tam thế chiến, chiến tranh nguyên tử gây nên chết chóc và tàn phá kinh khủng. Nhưng thái độ bi quan này, như Đức Hồng Y Ratzinger đã nói, thì phù hợp với thuyết định mệnh không thể tránh được, hơn là phù hợp với sự tín nhiệm dựa trên niềm hy vọng Kitô. Không có một số phận nào lại không thể thay đổi được. Đức tin và lời cầu nguyện là những sức mạnh có thể ảnh hưởng trong lịch sử, và sau cùng lời cầu nguyện trở nên hiệu lực hơn các viên đạn bắn ra. Đức tin hùng mạnh hơn những sự chia rẽ. Hỏi: câu hỏi sau cùng, thưa Đức Cha, có thể có nguy hiểm này hay không? Là khi bí mật được tiết lộ rồi, thì cả sứ điệp Fatima sẽ đi vào trong lãng quên của một thế giới hiện vẫn còn bị chiến tranh bạo động, bất công và sai lạc luân lý.
đáp: Thực ra có nguy hiểm, nhưng tôi hy vọng rằng sứ điệp Fatima không ngừng nói với các tín hữu. Chính vì thế, giới còn chiến tranh, chia rẽ, bạo động, bất công và những sai lạc luân lý, nên cần phải khởi sự lại từ trung tâm điểm phúc âm. Đằng khác, những tấn công chống lại giáo hội và các tín hữu, với sức đè nặng của đau khổ mà giáo hội và các tín hữu mang trên mình, từ năm 1981 vẫn không hết, trái lại vẫn còn tiếp tục. Cho dù lời kêu gọi trở lại và ăn năn sám hối được rao giảng từ đầu thế kỷ thứ 20 và cách riêng cho thế kỷ này, lời kêu gọi vẫn giữ trọn tính cách thời điểm của nó. Như Đức Thánh Cha đã viết trong một sứ điệp năm 1996, lời mời gọi liên lỉ của Đức Mẹ Maria rất thánh về ăn năn sám hối không là gì khác mà chỉ là việc biểu lộ lo lắng của người mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại, cần phải trở lại và xin ơn tha thứ. Bài viết của Đức Ông Peter Nguyễn Văn Tài, Người Cộng sản nhạo báng phần thứ ba của bí mật Fatima. Sau khi công bố phần thứ ba của bí mật Fatima, một số báo chí thiện tả và một số người cộng sản hoặc cựu cộng sản đã lên tiếng nhạo báng và coi việc này như là một trò hề, một tuyên truyền nhằm đả kích chế độ cộng sản và là một hành động quảng cáo của năm thánh. Thực sự không phải vậy. Mục đích của việc công bố bí mật Fatima chỉ nhằm khuyến khích các tín hữu Kitô và mọi người thiện chí tìm trở lại với Thiên Chúa cách riêng trong năm đại toàn xá này, nếu muốn có một thế giới hòa bình. Tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000 vừa qua, khi nói đến các cuộc bách hại, Đức Hồng Y Angelo Stardano dùng danh từ các chế độ vô thần. Như vậy có nghĩa là các cuộc bách hại giáo hội không phải chỉ do chế độ cộng sản mà thôi, mà còn do những chế độ vô thần khác nữa, như chế độ phát xít Đức Quốc xã. Trong thế kỷ vừa qua, tại Mexico, do bè nhiệm cai trị, biết bao linh mục và người dân công giáo bị sát hại. Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, biết bao linh mục, giám mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân bị xử bắn. Trung bình mỗi ngày 70 người, xác bị treo lên nơi cao, để dân chúng qua lại khiếp sợ. Biết bao tu viện, nhà thờ, trường học công giáo bị phá hủy. Ngày 26 tháng 6 năm 2000 vừa qua, ông Francesco Alberoni, giáo sư xã hội học, viết trên nhật báo Tin Chiều như sau: Cả ngày nay, trong các diễn văn, luận điệu, một số người tự cho mình thuộc giới trí thức tiến bộ đã coi Kitô giáo như là một tôn giáo không khoan dung và đàn áp. Nhưng trong thế kỷ này, các người công giáo đã chịu biết bao bạo động do các chế độ độc tài Đức Quốc xã, bè nhiệm và cộng sản. Trong lúc này, họ đang phải chịu biết bao bạo động do chế độ Hồi giáo khóa kích, và mới đây do cả chế độ Ấn giáo nữa. Và tôi nghĩ rằng cần phải nhắc lại những sự kiện này, bởi vì không có báo chí hay đài phát thanh, truyền hình Tây phương nào nói đến, kể cả Liên Hiệp Quốc và tổ chức Ân xá quốc tế. Hàng năm nhật báo Quan sát viên Roma làm bản danh sách các nhà truyền giáo bị sát hại, mỗi năm mỗi thêm đông hơn. Nhật báo Tương lai số ra ngày 29 tháng 6 năm 2000 nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha yêu cầu chấm dứt những cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Báo này còn dành hai trang kê khai các địa điểm nơi đang có những cuộc bách hại các tín hữu. Ký giả Antonio Sosi viết trên tờ
ngày tin, số phát hành ngày 1 tháng 7 năm 2000, như sau: bất cứ ở đâu và đối với bất cứ người nào, Giáo hội Công giáo luôn là một bàn tay của người bạn, là niềm hy vọng, là vẻ xinh đẹp. Ký giả viết tiếp: đứng trước những khiêu khích này, Giáo hội không lên tiếng, không áp đặt, không đòi hỏi. Giáo hội chỉ yêu cầu hãy suy nghĩ, hãy có một chút lương tri. Giáo hội không lên án phạt vạ, trái lại, chỉ rao giảng tình thương xót đối với mọi người. Giáo hội ôm hôn và nâng cao con người lên, dù họ bị đắm đuối đến mức độ nào đi nữa. Giáo hội băng bó các vết thương, an ủi những người đau khổ. Ký giả kết luận: đối với tôi, hành động của giáo hội là một hành động thuộc về thế giới bên kia, hay nói cách khác, hành động của giáo hội là hành động của trời cao trên trái đất này. Nhưng tiếc thay, có người lại khinh chê, nhạo báng và tiếp tục bách hại giáo hội.